Gia đình hí hửng mua sầu riêng về ăn cho bớt sầu và cái kết rớt nước mắt. Đối với những tín đồ sầu riêng thì loại quả này được coi như một cực phẩm trên đời. Muối căng mọng và có vị ngậy béo, nhưng bổ sầu thì nhiều khi cũng phải phụ thuộc vào nhân phẩm. Bởi không phải quả sầu nào lớn thì muối cũng sẽ to. Thỉnh thoảng thì những quả sầu đột biến cũng khiến cho người ta phải ngã ngửa. Mới đây, một tài khoản TikTok đã chia sẻ lại cảnh bổ sầu đầy ngang trái khiến cho cộng đồng mạng một phen xôn xao. Cụ thể thì vào một ngày đẹp trời, cả nhà đang hí hửng mang quả sầu riêng ra bổ, định bụng ăn sầu cho bớt sầu. Ai dè bổ sầu ra thì còn sầu hơn. Trong video, đằng sau lớp vỏ to lớn hào nhoáng thì nó lại chẳng có một múi sầu nào ra hồn. Cả nhà xúm vào nhìn căng mắt thì mới thấy một chấm sầu nhỏ nhỏ. Lúc này thì họ chỉ biết nhìn nhau mà sầu não, đúng là chẳng thể đánh giá được cái gì qua vẻ bề ngoài. To lớn là thế mà trái sầu này lại chẳng đúng như mong đợi. Quá tiếc nuối trước pha bổ sầu éo le này, gia đình đành chia sẻ với cộng đồng mạng kèm dòng caption đầy buồn bã, rớt nước mắt với trái sầu riêng. Ngay sau đó nhiều người đã để lại bình luận hết sức hài hước. Đây là giống sầu không múi, không hột mới nè anh ơi, loại này người ta ăn cái cùi thôi chứ đâu có múi mà ăn. Đúng là ăn trái sầu riêng, không sầu đời không nẻ. Đừng đánh giá ai qua vẻ bề ngoài là vậy đây mà. Lần sau đi mua, nhớ bổ ra xem trước nhà bác ơi. Chẳng rõ là sau đó thì gia chủ có đi mua trái sầu mới hay không, nhưng tốn mấy trăm ngàn để mua một trái sầu thế này thì khóc thét mất thôi. Chúc cho gia đình cô nàng sẽ không mua phải một trái sầu từ trong ra ngoài như thế này nữa. Bạn nghĩ sao về hiện tượng lạ này? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết nhé.